Hello, xin chào các bạn nha. Mình đã thấy một con kỳ nhông to các bạn. Đây. Nó vẫn còn chưa ngủ nha các bạn. Hoặc là mình đã đánh thức nó các bạn. Đây. Kỳ nhông xám to. Đó. Trên một cành tràm nha các bạn. Đây. Các bạn thật tí nha. Đây. Mình sẽ nghịch ngợm mình chạm luôn nó này các bạn. Đây. Rất hiền các bạn. Phải không các bạn? Hiền đúng không các bạn? Mình sẽ bắn không? Bắt đầu. Bye bye. Mình sợ quá để nó tuột mất được các bạn.